con yêu. Kẹo bông gòn của con đây này bé John. Kẹo của con này, bé John. Hey, này, nhìn kìa, đó là một đoàn tàu nhỏ. Bé John, kẹo của con. Đu quay ngựa này, con yêu. Trò chơi yêu thích của mình. Đi đến công viên nhiều trò chơi, thật là vui, thật là thích. Ba muốn đua xe cùng con yêu, chúng ta sẽ rất vui này. Ta hãy mau mau cùng nhau đua, thật là vui, thật là thích. Tăng tốc ngay brum 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 brum, chơi với nhau rất tuyệt. Được rồi con yêu, cho một quả bóng đi nào. Chúng ta đã chơi rất vui vẻ, phải không các con? Yeah! Wow, có tiếng còi xe kìa. Kem, anh có ý này. Ta hãy làm những người lính cứu hỏa đi. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ bạn mèo ngay, quy u quy u quy u. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Mau chúng ta giúp bạn mèo ngay, bạn yên tâm đừng sợ nhé. Đã có lính cứu hỏa ở đây, chúng tôi sẽ giúp bạn. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Chúng cháu sẽ giúp bà ngay đây. Bà yêu ơi, đừng lo nhé. Chúng cháu sẽ giúp bà ngay đây. Wee hoo, wee hoo, wee hoo. Giúp, bạn cần giúp, đã có lính cứu hỏa ở đây. Wee hoo,
được rồi, hãy giúp đỡ cậu ấy. Vâng ạ. Lấy nó ra nào. Một, hai và ba. Được rồi. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ta hãy mau mau trượt xuống, cùng đi ngay có nhiệm vụ mới. Đã có lính cứu hỏa ở đây. Wiu wiu wiu. Cùng dập tắt lửa nào. Chạy nhanh thôi nào bạn ơi, dập lửa ngay, dập lửa ngay. Chữa cháy nhanh thôi nào bạn ơi, wiu wiu wiu. Đi giúp đỡ mọi người thật vui, mình là lính cứu hỏa đây. Đi giúp đỡ mọi người thật vui, wiu wiu wiu. Wow, con yêu, đây là trạm cứu hỏa. Xin chào, chào mừng các bạn đến với trạm cứu hỏa. Đến đây nào bé John, hãy cùng xem xe cứu hỏa. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Con tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là vòi phun nước này. Lính cứu hỏa John, kiểm tra chiếc vòi nào. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là một chiếc thang dài. Hãy nhìn đây. Bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là còi báo động. Hãy nhìn những cái nút này, mẹ John có muốn ấn không? Tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là trang phục lính cứu hỏa. À, tôi có ý này. Mọi người có muốn mặc thử trang phục lính cứu hỏa không? Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, lên xe với tôi. Hãy đi nào, lính cứu hỏa. Xin hãy chú ý, lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ nào. Con yêu, thắt dây an toàn nào. Con không muốn đâu, không đâu. Con yêu, nếu con không thắt dây an toàn, con sẽ bị ngã đó. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên xe ô tô. Con hãy nghe lời mẹ
Nhìn này con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị ngã. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe này. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ đưa bỏ dây an toàn ra nhé con à. Ôi không, Dino bị thương rồi. Không sao đâu, vì con đã thắt dây an toàn rồi. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe đạp. Con hãy nghe lời đừng nghịch, hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ được bỏ dây an toàn ra nhé con à. Con phải cảm ơn dây an toàn vì đã giúp con không bị ngã. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi mình đi với ba mẹ. Con hãy đi cùng mẹ nào khi ở nơi có đông người. Con sẽ an toàn vì mình luôn gần ba với mẹ. Con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị lạc. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Ba ơi, mẹ đã về. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Yay. Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi ạ. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ơi, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Cháu ngoan lắm. Cốc cốc, ai gõ
mật mà không mất mó đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa. Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Tôi đi giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Ờ, chú không biết. Đó chỉ là người giao pizza, chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Được rồi, các con đã sẵn sàng đi đến cửa hàng đồ chơi mới chưa? Mỗi người sẽ được chọn một món đồ chơi. Đi thôi nào. Thật vui, các con yêu mau sẵn sàng. Cùng nhau, cùng nhau. Bé ơi hãy nhanh đi dậy. Trước tiên qua sông nghe con à rồi sẽ đi qua núi cao. Chúng con đang rất mong đợi. Tới nơi chưa thấy ba mẹ. Bao lâu nữa sẽ đến à? Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhìn xem, tàu đang đi qua kìa. Nhìn xem, nhìn xem, các con có biết trên tàu có bao nhiêu những con vật? Hãy nói ba nghe nào. Wow, là những chú to và kiêu. Nhìn kìa bé John. Đúng vậy, cả những chú lợn nữa. Oanh oanh. Nhìn xem, nhìn xem, chúng ta đi qua chiếc cầu. Hãy xem ở dưới sông có bao nhiêu chiếc thuyền. Wow, chiếc thuyền kia to thật đấy. Nhìn kia, có cả một chiếc thuyền nhỏ nữa. Yay! Cùng đi, cùng đi, chúng ta đi tiếp thôi nào. Hooray, hooray, chúng ta sẽ rất vui này. Trước tiên qua sông nhé con à, rồi sẽ đi qua núi cao. Chúng con đang rất mong đợi. Tới nơi chưa thấy ba mẹ. Bao lâu nữa sẽ đến à? Chúng ta sắp đến nơi rồi. Bé John, hãy nhìn này. Thật vui, chúng ta đang lên dốc cao này. Hãy xem xung quanh nhé con, thị trấn rất xinh đẹp. Nhìn kia, nó đây rồi. Wow, siêu kia, nó đang bay rất cao. Wow, màu sắc của nó thật là đẹp. Nhìn bên đây, nhìn bên kia, rất vui có đúng không nào? Bé yêu ơi, bé yêu, đã đến nơi rồi. Nhìn kia, nó đây rồi. Được thôi bé John, hãy lấy đoàn tàu đó. Chọn một con diều có hình dáng giống tên lửa. Vèo! Con em sẽ vẽ những bức tranh xinh đẹp. Chết chú! Em bé chơi trong buồn thật vui, thật là thích. Con không muốn đi tắm mà mẹ ơi, hãy cho con chơi đi mà.
Bingo rất thích tắm. Bingo rất thích được đi tắm, thật là vui. Nhìn này con, Bingo rất thích được đi tắm. Bé yêu có thích không nào? Con muốn đi tắm cùng Bingo, thật là vui, thật là thích. Con muốn đi tắm cùng Bingo, hay ho, hay ho, hay ho. Sẵn sàng rồi. Đợi một chút nào con yêu. Mình bơi kèm trong nắng vào để bảo vệ da dưới ánh mặt trời. Nào con hãy nghe lời. Con chẳng muốn bôi kem này. Con hãy làm theo ba thế này. Bôi kem vào nhé con. À, bảo vệ da mình cùng bôi kem. Vâng, con làm theo ba. À. Giờ cần đôi mũ con à, vì mình đi giữa ánh mặt trời bảo vệ con khi chơi. Con không đợi mũ đâu à. Ta hãy đổi mũ khi chơi đùa, mũ giúp mình mát hơn nhiều. Nào em ngoan làm theo nhé. Em sẽ đổi mũ ngay bây giờ. Chúng ta đang không đổi mũ rồi. Mình dùng phao tay nhé con à, bảo vệ con xuống bơi an toàn. Nào con hãy nghe. Không sao mà hay xem con này, con biết mẹ sẽ không sợ. Từ
trời đã xuống rồi, trời lạnh hơn đó anh yêu à. Vào nhà thôi và lâu không người. Anh chẳng muốn đi lên bờ. Sao nào